Ê da, trời trời trời, bị sâu dưới đây. Thì bà có thể chia sẻ cái hoàn cảnh của mình cho con biết để con giúp đỡ được hay không? Nam mô A Di Phật. Thì con đến đây chỉ giúp vong chứ không có ý gì vong. Con hello, xin chào chú anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sang Mau Lóc nha cả nhà. Thì mọi người, thì hôm nay con chuẩn bị đi đến cái chùm mã mà hôm trước con quay cái bông áo trắng với cái bông mà ông đồ đen đó cả nhà. Mà cái ông đồ đen ông tại ông nghe không nghe lời con rồi ông bị cái bông của cái bông bà áo trắng đó ăn mắt linh hồn phách rồi cả nhà. Nói chung con đến cũng khuyên rất là nhiều lần cái bông của bà này. Bà giữ với lại phiên ông cái ông này thì ông không nghe. Thì ở đây thì chắc cô lẽ cô chú anh chị cũng đã biết rồi. Thì ở đây là cái nơi cái rò mã này á, thì là do là có một người anh xịt chuột cho con cái thông tin là anh đi xịt chuột cũng đêm cái nha. Yeah. Bà trắng trắng đó trời. Đi lại coi thử coi. Nó có gì? Cái bài đó cả nhà. Không thấy, đi lại gần mới được. Trắng trắng này. Thấy chưa? Trời ơi. Cái bẹo mà mình xứng cái gì vậy đó. Nó cà bay cái gì thấy đâu rồi. Đó là cái gì thấy không? Với cái bẹo mà tưởng cái gì nó cà bay thấy ghê quá. Không có cái dòng nào đây chứ. Sạc. Ok. Thì ở đây là có anh xịt chuột cái chỗ cái đồng này của chú anh chị ơi. Thì có nói là đi ngang cái khu vực chùm mã đó đó. Là có bị vong nó quắt ra nó kêu đó thì cũng chỉ với con đến thì con đến cũng vài lần rồi đó nhưng mà lần nào cũng đến thì cũng gặp cái bông mặt đen thì trước đó là có bông một ông nào đầu chọc nữa nhưng mà bông của ông đầu chọc này ổng bị cái bông của bà áo trắng này ăn linh hồn trước cái ông mặt đen nữa cả nha. Rồi á thì con phiên cái ông mặt đen đó là đi chưa thoát đi. Nhưng mà ông này ổng không nghe lời con, ổng nói là ổng với cái bông bà áo trắng là bạn nhau. Nên không sợ. Rồi hôm đó con đến thì con gặp rồi cái là con đặt cam cúng kiến thì con thấy cái bà áo trắng xuất hiện ra và hút hết hồn phách của cái ông áo đen mặt đen này. Đó. Thì từ chỗ đi đến cái chùm mã đó thì khoảng tới tầm 200 mét. Nên con định là con sẽ vừa chào cô chú anh chị và vừa đi.
cho nó thu gọn thời gian. Còn khoảng tầm 50 mét gì đó là con sẽ quay cam lại, con quay cho cô chú anh chị mình xem rõ hơn. Thì cái bông của cái bà này bà rất là dữ, bà thường tác động lên tay chân của con giống như bóp cổ này nọ cái nha. Thì con cũng cố gắng con khuyên bà, nhưng mà hôm nay chắc có lẽ con sẽ đến, và nếu mà được thì con sẽ dùng biện pháp mạnh là con sẽ đọc bùa chú vào vĩnh bà ta. Nếu mà bà ta kia không được á, thì đây đến đó thì cũng sắp gần tới rồi nha, mà không thấy đường sao quá, tối quá không thấy đường cả nhà. Ý, thì cũng gần tới rồi. Dạ, đây là đào cao. Nhưng bằng phẳng kia trời. Thì cái dòng mã này của chú anh chị thì chỉ có vỏn vẹn là 45 con mã thôi. Nhưng mà hình như là tặng là một mã xưa không à. Theo con nghĩ chắc có lẽ là những cái vong linh này và cái con quỷ đó là nơi khác đến, chứ không phải là ở khu vực này đó, tại vì mộ xưa mà cũng không biết chưa chắc nữa nha. Thì để con tìm hiểu thêm về như đây, thì thôi bây giờ con sẽ quay cam lại và di chuyển đến cái khu mộ này cả nhà, xem coi hôm nay con sẽ làm như thế nào và có khuyên được cái vong của bà này hay không, và cái vong của ông mặt đen đó có thật sự là bị ăn mắt hay chưa. Ok, giờ mời bà cô chú anh chị các bạn cùng chú ý vào video, đi cùng tôi đến cái khu vực đó cả nhà. Thì bà của chú của chị bây giờ đi cùng con đến chùm mã đó nha. Hôm trước con bị nhập đó cả nhà, con bị xém bị nhập á, nhưng mà con biết trước nên con cảm nhận được, nên con đã ngồi xuống con niệm chú nên nó không nhập đi được. Cái nhà tới rồi mọi người, để con quay xung quanh đây. Không thấy gì hết trơn ha. Trời, bị sồn dưới đây. Tại ấy mình như có một cái cây đau quá. Có cái bàn cây. Con đi tới đây rồi, tới đây có cái tay đẩy con vô cái bụi. Mô Di Phật. Thì con không biết đây có vong linh đây không. Thì hôm nay con đến đây thì muốn được giúp đỡ vong linh, để con tắt đèn, bớt đèn cả nhà, sáng quá sợ vong linh dữ. Chưa thấy mình hết rồi nha. Là cái góc mít đây. Chú không thấy cái gì trong đây, giống như cũng mất tiêu rồi.
Hôm trước thấy gì cái áo trắng của cái bà đó trong cái góc bức này nè. Ở đây nè. Ủa? Không, cái bao cái nhà chứ mà cái áo, cái bao. Ủa sao kỳ ta? Hôm trước con thấy rất là giống cái áo của người của cái bà áo trắng xuất hiện đó. Nhưng mà hôm nay con lại rằng thật là cái bao cái nhà. Hay là con bị qua mắt sao? Kìa. Dạ. Mô Di Đà Phật. Con chào bà. Con không biết bà hay ông gì đó. Thì đến đây thì con cũng có ý là muốn giúp đỡ và khuyên nhủ vong thôi. Chứ con không có ý hại vong ha. Thì hôm trước là con thấy bà đã hút và ăn hồn phách của cái ông hoặc đen hay gì rồi. Không biết bà từ nào đến đây, bà có cần giúp đỡ điều gì không? Bà có cái nguyện vọng gì hoặc là chết oan ức như thế nào bà có thể chia sẻ với con, thì con thì từ nơi khác đến đây thì chỉ là đi giúp vong linh thôi chứ không phải là người đi bắt vong hoặc là đi sai khiến âm binh gì hết trơn á. Thì bà có thể chia sẻ cái hoàn cảnh của mình cho con biết để con giúp đỡ được hay không? Ai nói đây trời? Ôi. Ôi, bà ta mất tiêu rồi. Đâu rồi? Ok bà ta. Cái nhà ơi, mình có cảm giác muốn bị chiếm xác nữa. Đến để càng không có được. Ôi giời Phật. Thì cô đến đây thì muốn giúp đỡ vong thôi chứ không có ý mà hại vong đâu. Sao Mô Di Đà Phật, thì cô đến đây chỉ giúp vong chứ không có ý hại vong. Ông bà nào mà đang điều khiển cái tay con á, xin bỏ ra đi, chứ con có ý. Có một cái thế lực nào khác nữa cả nhà chứ không phải riêng bà này. Không biết đó. Ê. Sao có cảm giác lạnh lưng chưa? Mô gì đâu phần. Thì không biết là sau lưng con là vong linh nơi nào đến đây. Thì hôm nay con đến đây không có ý mạo phạm, chỉ muốn được giúp vong thôi. Thì cũng xin vong hãy cố gắng buông bỏ những cái ác niệm trong mình, buông bỏ quá khứ và tự giải thoát cho bản thân.
Thì đây con đến đây thì con sẵn sàng giúp đỡ với ông Linh nếu mà ông Linh cần thiết. Vỏ vàng cho lưng gói rong kia. Nếu Vông Linh cần giúp gì thì sẽ xuất hiện ha. Xin lỗi cho hỏi, Vông Linh trước mặt tôi hiện tại giờ là Vông Nam hay nữ? Chết từ bao giờ và vì sao chết? Sao không nghiệm trời? Sao không nghiệm chứ vậy? Sao mà huấn không nghiệm chứ? Tìm ta. Bà quýnh con thì cũng vậy thôi à, bà hại con cũng được đâu. Bà mà hại người á, bà xóa vô thinh siêu sinh lắm á. Bây giờ bà nghe ông khuyên đi, bây giờ bà buông bỏ tất cả đi, bà mà quay đầu lại bà đi. Con sẽ cố gắng con niệm chú cho bà, hỗ trợ bà đi thoát, để bà chuyển kiếp làm người. Bà chịu không? Ê, 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 có gì mà mới cầm cái tay mình lôi đi cái nha. Biến mất à? Dạ quá. Trời ơi. Cái cam bay. Cái cam tụi bay nữa.
Bị sột rồi vậy. Ê, ê, ê. Là có gì? Cái ba cái vụ đây. Nãy thấy ba ngồi đây nè cả nhà. Ba ngồi đây. Biến mất rồi. Ba dữ quá, khiêng không được. Đây đây nè. Muốn gì? Nam mô A Di Đà Phật. Đây là gần mình rồi cả nhà. Đây là mình đó. Đâu rồi? Bắn đeo tiêu rồi. Cái này chắc phải kiếm cách nào đó làm quen từ từ với bà này cả nhà. Bà dữ quá không biết làm sao. Bà của chú ơi, thì bây giờ con sẽ cúng kiến nha mọi người. Hôm nay có gió quá, con không biết đốt mình cày được không nữa. Con cúng cái đốt kia, này cày cái này. Biết được không? Sợ gió tắt được cày thôi chứ gì. Gì trời. Dục sạc sạc kìa. Mời Phật thì hôm nay con đến đây cúng kiến đây nè. Con hy vọng là sẽ được giúp được đỡ cho một phú trong linh ở đây được hưởng được cúng với cây với này bạc nhang đèn đây ha. Thì ông bà không mặt bay đây đến dùng trái cây dùng con có điều gì đó muốn giúp đỡ thì phải hiện thân ra. Nam mô A Di Đà Phật. 1 2 3 4 4 ngôi mộ. 4 ngôi mộ thì mình có thể chừa là 4 cây nhang đó nha. Cái gì? Cái gì?
kỷ. Cái nhà thấy kìa, không có kìa. Đi chạy. Tắc kính quá, trong trong lõi rồi. Giờ con sẽ khép được khóa đây nha cả nhà.
Nam Mô A Di Phật. Thì hôm nay đến đây thì cũng đã cúng kiến xong rồi, thì vong linh có cần giúp điều gì á thì xin hiện thân đi, chứ mà dữ quá khó lắm á, dữ quá cứ khổ sở hoài. Thế dưới đây chắc anh Mô Di Phật chào bà. Thì bà thấy đó, đến đây cũng cúng kiến cho bà đàng hoàng, đâu có phá phách gì đâu. Bà có oan ức gì á chia sẻ đi, bà nói đi, con giúp được con giúp cho. Bà ở đâu tên gì, chết bao nhiêu lâu rồi? Tôi lại gần nữa, trời, con quốc lại gần nữa. Không lại gần được không? Lại gần nguy hiểm quá. Tin bạn là nghe. Chào bà. Bà tên gì ở đâu? Còn ngồi nói chung nó lại gần bà cũng không được đâu, tại vì âm dương nó đố kỵ nhau không được. Bây giờ tốt nhất ngồi khoảng cách gì bà nói được rồi. Bà cần giúp gì thì nói đi. Bà tên tuổi là gì, ở đâu? Chết lâu chưa? Bà chết lâu chưa? Bay rồi, bay rồi. Mình nghi lắm, dễ dàng gì người ta chịu giao tiếp với mình đâu. Cái okay, bà cô chú ơi, còn đốt mấy cái tiền bạc này xong. Nói chung á, bông mà dữ quá thì sẽ cố gắng giao tiếp từ từ cả nha. Chứ giờ làm gấp quá cũng không được. Mình làm càng càng gấp với họ càng giữ thêm. Qua đây ngồi cho ăn đi. Đến đây giúp tôi, con giúp bà là bằng cái thiện chí á. Cái đầu rồi. Thì cái nhà thì chắc là đến đây con xin khép video lại. Thì cảm ơn bà đã xem video rất là nhiều. Thì con sẽ trở lại ở đây để mà tiếp tục giáo hóa và giúp đỡ bông bà này. Thì đưa từ từ cũng kiếm cách nha cả nhà. Chào cả nhà.